Xin chào tất cả quý vị và các bạn cùng đến với bản tin ngày hôm nay. Nóng, cấp dưới thách thức dân, Phó Giám đốc Sở Nội vụ tới nhà xin lỗi. Tổ công tác Sở Nội vụ tỉnh Thừa Thiên Huế do ông Phan Lương, Phó Giám đốc Sở dẫn đầu trực tiếp đến nhà người dân có lời xin lỗi sau vụ việc một cán bộ sở này bị người dân phản ánh đậu xe chắn cửa ra vào rồi còn buông lời thách thức. Trao đổi với Vietnamnet trưa nay, chị Thu Phương hay còn gọi là Thu cho biết chị vừa có buổi làm việc với tổ công tác của Sở Nội vụ tỉnh Thừa Thiên Huế tại nhà riêng ở chung cư Vicollin, phường Xuân Phú, thành phố Huế. Theo chị Phương, buổi làm việc diễn ra vào ngày hôm qua, 18 tháng 4, theo đề xuất của Sở Nội vụ tỉnh Thừa Thiên Huế để nắm thông tin liên quan việc trước đó chị phản ánh. Ông Hà Tiến Dũng, Phó trưởng Phòng Xây dựng Chính quyền, Công tác Thanh niên thuộc Sở Nội vụ có hành vi đậu xe chắn cửa ra vào của gia đình chị. Khi bị nhắc nhở, vị cán bộ này còn buông lời đe dọa, thách thức. Bắt đầu buổi làm việc, ông Phan Lương, Phó Giám đốc Sở Nội vụ Thừa Thiên Huế đã gửi lời xin lỗi trực tiếp đến chị Thu Phương cùng gia đình vì những hành vi thiếu chuẩn mực của cán bộ này. Về phía cơ quan, tôi xin lỗi gia đình vì đã quản lý cấp dưới của mình chưa đến nơi đến chốn nên mới để xảy ra sự việc đáng tiếc. Là người cán bộ công quyền, lại là đảng viên không thể chấp nhận những lời nói, hành động thiếu chuẩn mực với người dân như thế. Chị Phương kể lại một phần nội dung buổi làm việc. Cũng theo chị Phương, chị cảm thấy bất ngờ và cảm kích lần đầu gặp mặt vị Phó Giám đốc Sở Nội vụ, ông Phan Lương cúi đầu nói lời xin lỗi, một thái độ cầu thị. Hành động cúi đầu xin lỗi chân thành của ông Lương đã khiến tôi rất cảm động về sự cầu thị của lãnh đạo Sở Nội vụ trong sự việc. Thật sự tôi không muốn đẩy sự việc đi quá xa vì quá bức xúc và lo lắng cho gia đình nên tôi phản ánh, chị Phương chia sẻ. Trước đó, theo phản ánh của chị Phương, vào khoảng hơn 22 giờ ngày 16 tháng 4, một người đàn ông lái xe ô tô biển kiểm soát 75A11343 đậu trên vỉa hè chắn một phần lối đi vào của căn hộ của chị ở tầng 1, khu C2, chung cư Vicollin. Sau khi phát hiện sự việc, chị Phương đã gọi điện theo số dán trên xe ô tô đề nghị chủ xe lái lùi xe lại. Nhưng qua điện thoại, người đàn ông này không những không nhận sai mà còn lái xe vào sát cửa thách thức, đe dọa. Chị Phương nhận được phản ánh, công an phường Xuân Phú đã có mặt để xử lý. Người đàn ông này sau đó đã được xác định là ông Hà Tiến Dũng, Phó trưởng Phó phòng Xây dựng Chính quyền, Công tác Thanh niên thuộc Sở Nội vụ tỉnh Thừa Thiên Huế. Thông tin với Vietnamnet ngày 18 tháng 4, ông Bạch Chiên Đông, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, sau khi tiếp nhận thông tin phản ánh, đơn vị này đã lập tổ công tác để điều tra, xác minh. Đồng thời, Sở Nội vụ tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành quyết định tạm thời cho ông Dũng thôi giữ vai trò quản lý là phó phòng. Chúng tôi đã yêu cầu ông Dũng viết bản tường trình và tổ công tác đã làm việc với công an phường Xuân Phú. Người dân phản ánh sau khi có báo cáo từ công an, đơn vị sẽ thực hiện các bước xử lý tiếp theo. Sai đến đâu xử lý đến đó và phải xử lý nghiêm khắc, tuyệt đối không bao che, dung túng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi. Chúng tôi sẽ cập nhật những thông tin mới nhất trong những video sau.